Xin chào mấy bạn, mấy hôm nay toàn khui vội khui vàng nên chưa có dịp để làm video. Hôm nay bọn mình sẽ làm video cận cảnh khui một hộp Megatin 2024 cho các bạn cùng xem nhé. Đây là các mặt xung quanh của hộp Megatin. Chúng ta có thể thấy được các quái thú tiêu biểu có thể xuất hiện trong hộp với độ hiếm là Quarter Century Secret Rare nha. Giờ thì tụi mình bắt đầu xé màn của nó ra. Mấy cái màn khác còn xé được thì cái màn này ăn thua gì. Tên đầy đủ của hộp này là 25 Anniversary Tin Dueling Mirror. Xuất xứ từ thị trường châu Âu đó mấy bạn. Bên trong sẽ có 3 megabuck, mỗi buck có 13 lá bài ở bên trong. Đây là bắt đầu tiên nha. Dù có khui bao nhiêu bắt thì mỗi khi có người khui bắt là tụi mình lại xúm lại coi. Hào hứng còn hơn là thấy thằng bạn thân bị bồ đá nữa. Mục tiêu tìm kiếm của ngày hôm nay đó chính là Happy Feather Duster Artwork mới nha. Hình Happy Lady cầm chổi quét nhà đó mấy bạn. Mấy con cầm mon ở trên thì tụi mình sẽ lướt nhanh qua. Bắt đầu nặng từ Ultra giống như nặng xì dách vậy. Sneaky C 22.900 đồng. Gold Bright Detroit Head 17.900. Scatter Fusion 17.900. Sau lá này chính là Primatic Secret nha. Lá gì đây? Visage Samsara 49.900. Đây là hình dạng tái sinh của Visage Amritara. Lá cuối cùng chính là lá Water. Trời ơi, là Crystal Beast Ruby Carbuncle 86.900. Vậy là hết bắt đầu tiên rồi, có vẻ hơi su su đó nha. Hy vọng là bắt thứ hai sẽ khá khẩm hơn. Vẫn như cũ, đưa bốn lá dưới cùng lên trên đầu. Đưa lên vậy thôi chứ lật lên xong cũng mỏ tụi nó qua một bên. Sinful Spore of Doomzilla 17.900 đồng. Confield Court 24.900. Melfi High and Sheet 19.900 đồng. Lá Primatic sẽ là Time Tearing Morganite 96.900 đồng. Water là gì đây? Quái thú Link, Link Spider. Water gì mà có 84.900 đồng thôi. Hết bắt thứ hai vẫn chưa thấy gì nha. Cọc cọc rồi đó. Còn bắt cuối không biết có ra gì hay không đây. Mấy lá Common ở trên thì mình mặc định là tua qua cho nhanh nha. Lại là một lá Gold Bright Nitro Hit nữa. Labyrinth Wall Shadow 24.900. Lá này chắc thanh niên hùng ý chơi Tam Đại Ma Thần khoái lắm nè. Rescue Ace Monitor 17.900. Giờ là lá Primatic Centurion Trudy 223.900 đồng. Đây là lá mắc nhất từ nãy tới giờ. Không cần biết giá bao nhiêu, cứ thấy waifu là mình khoái. Giờ là lúc nặng ra lá Water Century Secret Rare nè. Number 39 Utopia Double 71.900. Thua cả lá Primatic còn có chán không? Vậy là coi như trước quốc rồi. Không khui ra được Happy Feather Duster mà còn không khui ra được lá nào đáng giá để bù tiền cho cái hộp Megatin này nữa. Đây là tổng thu hoạch của tụi mình trong hộp này. Tự nhủ không khui nữa, chừng nào tắt camera rồi mới khui. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Anh em tôi khui bài tiếp đây. Bye.